Đây là một video khá đặc biệt vì nó là các video mà những học viên của mình edit để tham dự cái cuộc thi với giải thưởng là 5 video của mình. Bạn chỉ cần xem 3 video này và bình luận cái video mà bạn thích nhất ở trong phần bình luận thì bạn sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá 1 triệu đồng từ mình. Chi tiết kỹ hơn thì ở cuối video nhé. Bây giờ thì mời bạn xem 3 video. Những bí mật kiếm tiền mà người giàu không muốn bạn biết. Có lẽ bạn đã nghe những câu như thế này rất là nhiều rồi, nhưng mà những câu kiểu như thế này á thì nó cực kỳ vớ vẩn. Tại vì rất là nhiều người giàu, người ta sẵn sàng chia sẻ những cái bí kíp, những cái cách thức giúp người ta kiếm nhiều tiền. Ví dụ như quyển sách này. Quyển sách này được viết bởi một triệu phú đã có vài trăm triệu đô khi ông đã khá lớn tuổi và nghỉ hưu. Tức là ông không có nhu cầu bán sách cho bạn để mà làm giàu giống như là cái bạn này. Ông chỉ muốn để lại một cái di sản gì đó cho đời, hoặc là viết ra để cho vui mà thôi. Thực sự thì cái công thức để làm giàu nó khá đơn giản, chẳng qua là để thực hiện nó thì lại rất là khó. Bạn có biết mình cần phải làm gì để mà giàu hơn không? Chắc có lẽ bạn biết, chẳng qua là bạn không có làm mà thôi. Còn một câu nói rất là hay, đó là ám ảnh một năm có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bây giờ là đầu năm, nếu giờ mà bạn chọn một kỹ năng, một cái cách thức kiếm tiền nào đó và bạn liên tục tìm hiểu, liên tục nâng cấp kỹ năng của mình trong cái lĩnh vực đó trong vòng một năm, không ngày nào ngưng nghỉ, không có ngoại lệ, thì mình đảm bảo cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. Những bí mật kiếm tiền mà người giàu không muốn bạn biết. Có lẽ bạn đã nghe những câu như thế này rất là nhiều rồi, nhưng mà những câu kiểu như thế này thì nó cực kỳ vớ vẩn. Tại vì rất là nhiều người giàu, người ta sẵn sàng chia sẻ những cái bí kíp, những cái cách thức giúp người ta kiếm nhiều tiền. Ví dụ như quyển sách này. Quyển sách này được viết bởi một triệu phú đã có vài trăm triệu đô khi ông đã khá lớn tuổi và nghỉ hưu. Tức là ông không có nhu cầu bán sách cho bạn để mà làm giàu giống như là cái bạn này. Ông chỉ muốn để lại một cái di sản gì đó cho đời, hoặc là viết ra để cho vui mà thôi. Thực sự thì cái công thức để làm giàu nó khá đơn giản, chẳng qua là để thực hiện nó thì lại rất là khó. Bạn có biết mình cần phải làm gì để mà giàu hơn không? Chắc có lẽ bạn biết, chẳng qua là bạn không có làm mà thôi. Còn một câu nói rất là hay, đó là ám ảnh một năm có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bây giờ là đầu năm, nếu giờ mà bạn chọn một kỹ năng, một cái cách thức kiếm tiền nào đó và bạn liên tục tìm hiểu, liên tục nâng cấp kỹ năng của mình trong cái lĩnh vực đó trong vòng một năm, không ngày nào ngưng nghỉ, không có ngoại lệ, thì mình đảm bảo cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. Những bí mật kiếm tiền mà người giàu không muốn bạn biết. Có lẽ bạn đã nghe những câu như thế này rất là nhiều rồi, nhưng mà những câu kiểu như thế này thì nó cực kỳ vớ vẩn. Tại vì rất là nhiều người giàu, người ta sẵn sàng chia sẻ những cái bí kíp, những cái cách thức giúp người ta kiếm nhiều tiền. Ví dụ như quyển sách này. Quyển sách này được viết bởi một triệu phú đã có vài trăm triệu đô khi ông đã khá lớn tuổi và nghỉ hưu. Tức là ông không có nhu cầu bán sách cho bạn để mà làm giàu giống như là cái bạn này. Ông chỉ muốn để lại một cái di sản gì đó cho đời, hoặc là viết ra để cho vui mà thôi. Thực sự thì cái công thức để làm giàu nó khá đơn giản, chẳng qua là để thực hiện nó thì lại rất là khó. Bạn có biết mình cần phải làm gì để mà giàu hơn không? Chắc có lẽ bạn biết, chẳng qua là bạn không có làm mà thôi. Còn một câu nói rất là hay, đó là ám ảnh một năm có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bây giờ là đầu năm, nếu giờ mà bạn chọn một kỹ năng, một cái cách thức kiếm tiền nào đó và bạn liên tục tìm hiểu, liên tục nâng cấp kỹ năng của mình trong cái lĩnh vực đó trong vòng một năm, không ngày nào ngưng nghỉ, không có ngoại lệ, thì mình đảm bảo cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. Bây giờ bạn chỉ cần bình luận cái video mà bạn thích nhất và lý do khi bạn thích video đó, mình sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra người thắng giải. Người thắng giải sẽ nhận được một cái mã giảm giá trị giá 1 triệu đồng từ mình. Bạn có thể dùng mã giảm giá này để mua bất kỳ sản phẩm nào của mình. Nếu cái sản phẩm đó mà có giá dưới 1 triệu thì coi như là bạn được nhận nó miễn phí. Còn nếu mà sản phẩm đó nó có giá cao hơn 1 triệu thì coi như là bạn được giảm giá. Mỗi người chỉ được bình luận một lần nhé.